em đang cải thiện lại cái vườn, bắt đầu cho lên là bắt đầu giải thể làm những cái trụ đôn thiết kế. Sau này sẽ thấy quay những video thấy trụ đôn bông cực kỳ gọi là dữ như thế nào ha. Ở đây là những cái chậu mà thiết kế to bự á, mình xài một phân á, thời gian nó sẽ đóng. Lúc nào là mình phải rửa, tại vì cây lớn á, đặc biệt chậu lớn là mình phải tưới, gọi là tưới cho nó chảy dưới gốc, đặng nó ăn phân là nhiều hơn, cái sức dinh dưỡng nó nhiều hơn, thì đăng la mình nó phải dơ cái gốc. Thì đồng thời mà nếu mà mình làm một cái chậu tác phẩm để gọi là đẹp á, thì đúng ra trồng là dừa này một thời gian mình sẽ bỏ dừa này ra nè, bỏ dừa ra hết, trồng giao thông thì không để dừa đó. Đây là sai quy trình, và tại vì mình làm nhiều thì nhân viên mình cũng không có nói hoài thì cũng mệt lắm đó, thì hướng dẫn cho ai làm được thì làm đó, bỏ ra cái dừa này rồi bắt đầu tiến hành mình rửa ha. Thì rửa ở đây á, mình rửa cái thân luôn. Rồi, lên rồi đó, dỗ cái nó mới lên. Vườn mình xịt phân, xịt thuốc rồi tưới hoài, độ ẩm nó có thì đương nhiên nó sẽ đóng rong rêu. Còn nếu mà mình để khô á, thì nó cái phần rong này nó cũng ít lắm. Để áp lên đàng hoàng. Đây, mình đưa vô rửa nè. Đó, những cái phần này là mình đã rửa rồi á, cho nên lâu lâu mình phải rửa ngay gốc nó lại. Đó, thì nó sạch đẹp phải không? Nó sẽ sạch, không còn một miếng gì dơ hết. Cái rễ này yên tâm là mình xịt nó không bao giờ nó tổn thương á. Tại vì rễ già không à. Trừ khi rễ non nó mới ra, nó lú nhú á, mình xịt mới tổn thương, còn rễ già nó đã cắm xuống rồi, mình phải nhìn được cái rễ đó. Đồng thời á, mình rửa luôn cái cây. Đó. Mà anh chị mà đi chợ mà thấy cái cây già thiệt già người ta trồng á, mà đi thi á, cái cây những cú già nè, cái bóng lưỡng nè, nhìn đã lắm đó. Rồi người ta tuốt, người ta ngồi người ta tuốt, người ta gỡ, người ta lau kỹ lắm. Còn mình cứ máy mình rửa xong kỹ nó ra vậy nè. Để cái này nếu mà để xuống đất á, thì mình làm nó dễ hơn, nhưng mà mình treo lên này thì nó sẽ nó hơi bị lây quay nó. Tuốt nè, đó tuốt nè. À, ai nghĩ về nghĩ nha, mình nó đó xong rồi á, mình rửa luôn cái cây. Mỗi lần tưới á, mấy chậu lớn á, mình tưới tay là cây nó rất là sạch. Rồi rồi sau khi á, vệ sinh một chậu lan để vệ sinh xong, nhìn thấy như thế nào, vừa sạch vừa đẹp hay không đó. Còn hiện tượng một cái cây này để sẵn đây nói luôn nè, đó nó quặt cái gì qua một bên là gì phải không, à nó hiện tượng dư đạm, cây nó không đứng được nó mới ngã. Cây bình thường cứng cáp, cây này là dư đạm, do vì sao ở đây nó rập quá. À, đi chế độ ví dụ như 30-10-10 nhiều quá nó sẽ dư đạm. Đó là một số cây mà mình lý lưu cần mà phải lưu ý ha. Còn qua đây
Đó, đây là một cái số cây mà mình đã vệ sinh giữa trước nè. Đó. Nhìn một cái cây nó khác liền ha. Nhìn nó khác liền, khác hẳn ra. Đó, những cây này, như chậu này, hồi xưa nó xấu lắm. Đó, bây giờ mình lại vệ sinh nó rồi nè. Dù nó còi cọc, những cái cây già. Nhưng mà thấy nó khác khác biệt là gì? Sạch sẽ, nhìn nó sáng, nó tươi lên. Còn cây chưa mà vệ sinh, nhìn nó thảm thương. Cái lụa nó, lụa này mà tại mình chưa có làm kỹ nữa. Lột kỹ, người ta ngồi, ta vuốt, ta lấy rồi ta lao, rồi mấy cái chậu thiết kế rồi nè. Đẹp lắm. Đó, giờ bây giờ á, chậu này cải thiện lại là gì? Băm những cái đuôi già này ra. Những con già băm và bỏ. Băm ra bỏ, một, hai bỏ, hai nữa là mình tích âm nó ra. Thì nó sẽ nhảy con ra, nó nhảy con ra, nó hướng bên đây. Rách ra nó nhảy hướng đây, nó sẽ làm cái chậu tròn lại. Đồng thời đó mình sang vào chậu mới. Thì đó là những cái chậu mà để làm tác phẩm thì mình phải chăm, mình bón kỹ lại, mình tạo dáng nó lại. Tạo dáng nó là gì? Những cái đuôi nào, thí dụ như cái mắt ở đây nó đang còn đang ra thì mình cắt ở đây thì đương nhiên nó phải nhảy hướng này. Không cho nó nhảy leo vô đây. Ha. Thì bây giờ những cái hướng này thì nó đang mình muốn cần cho ra con thì mình cắt thôi. Còn những nào mà hướng mà đang ngu á, cắt bỏ. Thì mình mới làm được một chậu lan đẹp được. Đó, đây là một cái chậu kinh ba, gọi là kinh ba lá biên. Những cái chậu này là xấu dữ lắm. Thì bây giờ mình làm lại thì từ từ nó đẹp. Sau này mình cải thiện lại. Đó, như chậu này là chậu Bensuda. Bensuda chớp nè, đẹp không? Mình chụp hình lại mốt dữ liệu. Bensuda lá biên mà chớp biên luôn. Bông thơm nữa. Ha, quá đẹp luôn. Cái chậu này ngày xưa đẹp lắm. Để giờ riêng vậy nè. Đó, bây giờ bắt đầu vệ sinh nó nè. Ngồi đi. Bấm vệ sinh cho luôn. Nhớ anh chị nhớ, khi mà tước lá cũng vậy. Lá bị hư, bị bệnh, bẻ lá là anh chị nắm giật lên vậy nè. Là nó đứt ngọt, nó không bị tét xuống. Còn nếu mà mình cầm lá mà mình tét vậy nè thì nó sẽ tạo ra một cái vết thương vòng 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 hay nó nè. Thấy không? Nó sẽ dễ gọi là dễ bệnh nữa. Thì thành ra mình phải biết được. Còn tét ghi lên thì sau này cái lụa này nó già khô thì mình lột. Đó, ông chồng dừa nó đã mục rồi nè. Này là tại vì làm mà không ai chỉ hết, tự mấy bả lấy mới làm thôi. Nó cây xấu thì giờ nó như mình nhìn giờ thấy xấu không, vệ sinh lên nhìn thấy thì khác liền. Đó, nó đóng rong đóng riêu lâu ngày nó đóng nó dơ. Đó, bây giờ mình vệ sinh mình rửa nó đi. Thank you.
đó, đồng thời những cái gốc này nè nó đang bị những cái rêu nó bám mắc ngủ á, thì bây giờ mình rửa mình đưa vô cho nó sạch cái mắc ngủ thì nó sẽ mắc ngủ sạch ra nè. Đó, có thể quay cận cảnh mắc ngủ nè, có những cái mắc ngủ đây nè, nó đã sạch rồi thì nó sẽ ra con, khi mà mình tích âm nó sẽ ra, hoặc là mình dùng thuốc nó sẽ ra. Còn bây giờ ẩm đi, nó dơ hầy nó đâu có ra được, nó bị dơ đóng rồi. Rồi, sạch sẽ. Sạch từ cọng này đó, mình muốn rửa từ cái cọng vỏ thông luôn. Im không? Nó xấu thì mình làm cho nó đẹp. Nó như cái chậu này đi, đem xuống vệ sinh cho coi nè. Bằng tay tuốt nó quịch điệu nghệ quá hả? Hả? Chuyên nghiệp quá. Những ai mà chuyên nghiệp quá là tự hỏi nha. Em đi tuốt tối ngày á, bởi vì chuyên nghiệp tuốt lan á chứ không phải tuốt cái khác nha. Nó cái nào mà nó ra thì mình cho nó ra, còn không ra thì về bữa mình rửa tiếp. Coi như là mình làm tạm ổn nó cái đã, rồi bắt đầu vệ sinh cái gốc nữa. Vệ sinh nó gốc là gì? Cắt những cái rễ này nè, những cái rễ lừa thừa mà nó bò nó kéo lên cái những cái gốc này nè, cắt bỏ hết. Rồi đồng thời nữa là mình sẽ tách những cái củ già này ra, tách bớt ra để mình làm giống tiếp. Còn lại mình chừa cho nó một cái đuôi hay đuôi gì á, tách nó ra đặng cho nó nhảy lại. Thì làm như vậy thì cái chậu thiết kế sau này nó rất là đẹp, nó không có hiện trạng mà nó là nhìn nó bị gọi là nó bị nhìn nó tù túng, đúng không? Đó, tách ra, đồng thời cắt bỏ lấy những cái dừa này ra luôn, rồi bắt đầu để nguyên cái chậu này nè, cắt bớt cái vỏ cái mũ này xuống, đặt nguyên xuống. Hôm nào anh sẽ làm cái clip đó vô chậu thiết kế cho vệ sinh kỹ càng cho anh chị coi ha, thì làm sao để cho nó đẹp. Thì bây giờ hỏi mình, giờ mình rửa rồi, nó vệ sinh như vậy thôi, nhìn cái cây lan nó đã đẹp được bao nhiêu phần rồi. So với một chậu thiết kế như thế này, cái này em cũng xịt sơ rửa rồi đó,
Bây giờ nếu mà để từ lụa tới đây là nó rụng, tại vì cái những cái thằng này á, do mình bỏ nó nhiều quá. Nhưng mà khi mà lên chậu rồi, mình rửa sạch những cái thằng này, nhìn nó đẹp, cực kỳ đẹp. Nó không còn gọi là xấu nữa. Tại những cây cao á, thì bắt buộc cái lá chưng nó phải rớt. Mà rớt á, là cũng tùy theo khi mà mình xài chế độ nữa. Em đang cải thiện lại cái vườn, bắt đầu cho lên là bắt đầu giải thể làm những cái chậu đôn thiết kế. Sau này sẽ thấy quay những video thấy chậu đôn bông cực kỳ gọi là dữ như thế nào ha. Bây giờ mà tại bỏ lâu phế nó như mấy chậu quăng này, chậu này đã vệ sinh trước rồi nè, u quăng lá biên đó. Thì bây giờ như cái chậu này thì nó sẽ rụng lá, nó rụng có nhiêu đâu, nó rụng từ con lá hay lá đây thôi. Nhưng mà tại cái cây nó cao á, thì cái thân ở dưới nó nhìn nó hơi trống. Nhưng mà mình nhìn đi, khi mà vệ sinh á, nó đã sạch sẽ, nó bóng lưỡng gì thì nó còn xấu nữa không? Không có xấu, đúng không? Ừ. Còn người ta nữa là giữa sao nó bóng lưỡng như vậy nè, nó vuốt tha lấy đồ lau kỹ bóng lưỡng, nó khác liền. Nó không, nó không quan hợp qua cây, không qua lá mà. Ý nói là cái thân nó sạch đẹp. Còn còn cần chét thêm cái miếng bóng bóng. mình trồng một cái chậu tác phẩm đi. Vừa gọi là vừa đinh đu nắng, mà vừa lá biên, mà vừa nhiều bông nữa. Kết hợp được nhiều yếu tố không? Mà bây giờ vừa đinh đu nắng, mà vừa chậu thiết kế, mà vừa thêm đinh đu chớp nữa. Thì mình cứ làm. Ở đây vườn chớp nhiều lắm, nhưng mà tại sao á mình treo mình bỏ phí đó. Bây giờ em cải thiện em làm lại, sau này anh chị thấy làm bông cho thấy đi ha. Giờ mình không có nói nhiều đó, video sẽ chứng minh đó. Những cái chậu là chớp là đi rét nè, bự chà bá rồi, giờ treo nó ngã nghiêng ngã ngửa rồi, đúng không? Đâu có ai làm đâu. Nhưng mà khi mà vệ sinh sẽ vệ sinh gốc hết trong đây lại, không cho nó là một cái nùi nữa. Bỏ lâu lắm rồi, mình trồng nó thành một cái nùi nè, vệ sinh nó lại đàng hoàng, trồng nó sẽ đẹp. Ừ, khung bông nè, quá tuyệt vời luôn, vừa chớp mà vừa tùm lum hết. Thằng này là nó không có đủ nắng. Ánh nắng của nó đây em thấy đây nó mát mát, còn qua ta ánh nắng là ánh nắng sáng. Tại nơi đây nó một lớp bạc cho nó đóng rong rồi, nó bị giảm bớt nắng. Rồi, đó là những cái video mà em muốn gọi là truyền đạt tới anh chị, để mình làm một cái chậu gọi là đẹp, tác phẩm đẹp, ngon, tốt. Gọi là sau này có thể là mình kinh doanh, mình làm những cái chậu tác phẩm đó mình bán lại cũng được. Đó. Mà để làm một chậu lan đẹp, không chỉ là mình cứ tứ lan mà xịt thuốc đâu, mình phải chăm bóng bẩm nó, cột nó, uống nó theo cái của mình. Hoặc là mình có thể là mình tạo cho nó cái hướng đi của nó. Hướng đi là cái gì? Nó muốn mọc đâu mình phải tạo cho nó mọc đó nha. Nó giống như cái kiển bonsai vậy đó. Bonsai anh chị thấy không? Người ta muốn uống kiểu gì, muốn ra con cỡ nào. Bây giờ muốn nách ra đây không, muốn mở cái con đây không, người ta cắt cái thân nó ngay đây thì nó sẽ nhảy con. Còn mình lan cũng vậy, đã làm muốn làm một nghệ nhân á thì mình phải làm gì? Tao muốn mày nhảy chỗ này thì mày phải nhảy chỗ này, đó mới gọi là mình điều khiển nó. Một cây lan nếu mà mình hiểu được nó rồi, mình làm rất đẹp. Rồi, video clip em cũng xin tạm dừng tại đây. Thì chúc anh chị thành công chăm được một chậu lan tốt và đẹp. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà đúc kết bao năm nay em, thì hôm nay hướng dẫn anh chị để anh chị làm được một cái chậu lan ưng ý đó. Sau này ra ngoài đường vô đây không cần nói nhiều, tôi chậm lan này vô cối, chứ còn ra trời ơi tôi này kia nọ thôi không cần. Anh làm cho người ta thấy là chậu lan tao nè, nó tao không biết gì hết á, vô coi đó mới gọi là gì, thực tế. Còn mà liên phiên mình nói mà mình không hiểu được
thì cái đó là người ta kêu là gì, nói nhiều à. Thôi mình không có nói cái chuyện đó. Rồi anh chị nhớ thấy video hữu ích, like và chia sẻ cho bạn bè để nhiều người biết hơn, để cho cái thị trường lan gọi là càng ngày ai cũng biết làm và càng ngày càng phát triển. Rồi xin chào mọi người, tạm biệt mọi người nha.